Nhà người ta giàu thì người ta xài đèn điện, đuốc lộ bập bụng bên ăn lương. Ủa cô Tám, Anh đi chợ chiều hả? đi chợ, đi chợ. Rồi đi, cái gì Khoan đâu? khoan, nhiêu nhiêu nhiêu. Thì ba chục. Cái gì vậy, mỗi bữa đi 15 ngàn mà. Mỗi bữa đi 15 là mình cô, bữa nay tới hai người mà. Ủa sao bụng nhỏ đâu tính đâu. Bụng gì vậy, tính được rồi, hai người rồi. Rồi. Thế siêu âm mà thấy người ở trong đó là tính hai người. Rồi, đi đi đi. Nè, Rồi. nó bảo hiểm. Gì vậy? Cái gì vậy? Ê, bậy bậy nha, bậy nha. Tôi là Hoa đã có chủ nha. Cái gì Đừng, vậy? đừng, đừng. Bầu chữa không có mặn ăn gì được hết. Đừng có cọ, cọ, quẹt, quẹt, tôi không thích. Trời ơi, cô làm cái gì vậy? Đau, không da. Cô đau cái gì? Đau bụng. Ăn trúng cái gì mà đau? Trời ơi, trúng cái gì? Có nào đâu đẻ không? Cái gì đau quá gì nè? Cái gì mà đau đẻ? Chứ đau quá. Đau gì mà bất tử vậy? Bây giờ bắt đau. Bây giờ làm sao? Đau quá. Thì lên xe chở đi. Mấy giờ rồi? Cái gì? Mấy giờ rồi? Giờ là chắc cũng 4-5 giờ chiều rồi đó. 4-5 giờ chiều hả? Ờ. Đi 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 lên thì tới bệnh viện rồi đẻ nhanh đi. Không được, không được, không được. Sao vậy? Bây giờ làm sao? Bây giờ phải canh tới 6 giờ mới đẻ được. 6 giờ thì đẻ nó mới sung. Sung gì nữa bà nội? Bây giờ chữa rồi mà sung gì nữa? Không phải, 6 giờ. 6 giờ đẻ con tôi ra nó mới sung sướng. Trời đất ơi, ơi đâu mà bà tin dị đoan vậy? Thì bây giờ tôi chở tới bệnh viện là 6 giờ đẻ là được rồi. Đâu có, 6 giờ sáng ngày mai á. Bây giờ bà đau vậy mà chờ tới 6 giờ sáng ngày mai mới đẻ. Bây giờ đau quá. Đau quá, đau quá, bây giờ làm sao, đau quá. Trời ơi. Bà hỏi tôi biết hỏi ai. Đau quá làm sao. Ủa, cái bùa đâu rồi? Bùa gì? Cái bùa bình an. Đâu rồi, đâu rồi. Trời đất ơi. Cái bùa bình an, con cái bùa đó con, con nó đẻ đâu bình an. Mà còn bùa với ngại. Bây giờ đi. Đi đâu mà đi, đâu quá. Con mấy điện thoại đi, điện thoại cho chồng cô đi. Điện thoại tôi không có sim rồi sao? Điện thoại không có sim cầm theo chi, chỉnh chó mà. Cho người ta biết mới mua điện thoại. Điện thoại anh đâu? Điện thoại anh gọi dùng gì cho chồng tôi đi. Cô hỏi hay quá, tôi đâu có điện thoại. Cái gì vậy? Xe hôm chạy có điện năng điện thoại chị bà. Chứ chạy xe hôm không có điện thoại sao chạy? Mệt quá đi. Bây giờ thì leo lên xe đi, tôi chở đi. Bộ bình an của tôi đâu? Cái bộ bình an của tôi đâu? Bây giờ không có bộ bình an làm sao mà bình an mà đẻ được đây đâu á? Đẻ là trời cho đẻ tự nhiên. Mày đặt còn tin gì đó, ăn bùa bình an, bùa bình yết cái gì? Đau quá. Anh trai ơi, tôi đau quá. Đau quá, anh trai ơi, đau quá. Cái gì vậy? Đau quá. Đau quá đi. Đến đây. Sao lúc cô sướng cô không kêu tên tôi? Trời ơi anh ơi, lúc tôi sướng tôi đâu kêu tên ai đâu, tôi kêu ô về. Bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ đau quá. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Trời ơi, nè, đây, đây, bùa bình an đây, bùa bình an đây. Cái gì vậy? Đây là cái sim mà bình an cái gì? Đây là sim thần tài. Sim thần tài. Bùa bình an đó. Bây giờ cô bỏ vô trong cái điện thoại của cô, xong cô gọi hết chồng cô, rồi cô gọi dòng họ cô gọi hết tất cả mọi người dân không hết tiền. Đi không? Được chưa? Đi không? Thiệt. Sim thần tài bùa bình an hả? Ừ. Đau quá. Chết rồi anh ơi, sao càng lúc nó càng đau vậy? Thì lên xe. Tôi đau quá. Trời ơi. Đau thì giờ đi bệnh viện. Tại sao đối xử với tôi như vậy? Vậy không phải vợ tôi. Không phải vợ tôi, vợ người ai? Vợ người ta mà, kêu taxi giùm tôi đi. Chở tới nhà Bảo Xanh nha, chở tới nhà Bảo Xanh. Công nhận mình cũng rảnh thiệt. Ra đây ngồi chạy xe ôm chưa được cút nào tặng cái sim điện thoại. Cầu chúc cho bà mẹ tròn con vuông. Ê mà khoan, chết rồi. Không biết sếp đi công tác sắp về chưa? Em còn tới mấy bản báo cáo chưa làm xong. Giờ tính sao đây? Hôm bữa anh Gình ở phòng sếp thì anh biết. Trong chuyến đi lần này, ngoại trừ đi công tác thì sếp còn đi nghỉ dưỡng nữa, cho nên anh em mình tha hồ tận hưởng đi, hơn cả tuần lận. Mình phải nghỉ, không là mình sẽ bị lỗ. Chính xác. Ê, đổ mày. Nó bị cái gì kìa? Cái gì vậy? Kim Phong giật mày hả anh? Có sao không? Có sao không? Kim Phong giật hả? Không, điện thoại reo. Làm quá vậy mày? Ê, vậy? Chết rồi. Sếp gọi. Sếp gọi. Anh nghe giùm em đi. Thôi, điện thoại mày nghe đi. Thôi, anh ấy xài nha. Tắt rồi hả? Cái gì? Kim Phong cũng lây nữa hả? Vậy? Anh sao? Anh đi xin chân cho nó. Điện thoại em gọi. Điện thoại em reo. Mày cũng bị lầm. Sếp gọi. Nữa qua tới em ơi. Đồ chậm nghe. Đồ chậm nghe. Anh chậm đi. Thôi, tao không biết xài điện thoại mày đâu. Tắt nữa rồi. Anh ơi. Không có Kim Phong vậy. Điện thoại.
Ê, sếp gọi tao nè. Tụi bay nghe tao đi. Tụi này gặp cách rồi, nó tao gặp cách rồi. Ê, tao nghe, tao nghe cho. Alo, à, ông là giám đốc cái gì, phải không? Ờ, à, ê, ông nè. Dạ, alo, em nghe sếp ơi. Dù không có sếp, tụi em vẫn ở công ty để họp. Dạ, tụi em đang bàn kế hoạch. Tụi em ở công ty vậy? Ủa, quá cà phê nào, quà ở công ty nào? Chú làm ơn nhỏ tiếng giùm con chú. Nhỏ không có được, tại dạ, dạ, xe ồn quá. Dạ, bây giờ gọi video call cho sếp. Dạ, dạ, dạ. Ổng nói phải gọi video call hả? Thôi, bây giờ mình đi về đi. Rồi họ, ổng mới tin được. Đi, từ đây về tới công ty mất 10 phút lận xong về kịp. Ờ, đi chắc lâu lắm mới kịp. Có một chiếc xe ôm sao chở được mà đứa. Bây giờ mình họp ở đây luôn. Anh sẽ set up một cái bàn họp tại đây luôn. Xuống đây rồi. Chết một. Hết 3G rồi. Trời ơi, giờ sao? Tụi bay lấy điện thoại ra đi, gọi lại cho sếp liền. Thế nào có 3G? Để em. Trời, mấy cái chuyện này nhỏ để em. Trời ơi, đối với em gì điện thoại là dạ. Mày xài một đống cùi bắp vậy luôn hả? Ba cái điện thoại cùi bắp có chút xíu gì. Người ta phải bự bự mới thấy hình được. Đúng rồi. Anh dẹp dẹp vô đi. Nè, quá chuẩn thế. Em giấu mấy anh bữa giờ. Bởi vậy, mày được đứa anh luôn tin tưởng nhất trong nhóm luôn. À, đã không? Cái này điện thoại gì? Di động là mình mang theo. Còn này là sao? Lưu động là nó chạy theo mình. Bộ có vấn đề gì hả? Không, cái điện thoại không có vấn đề. Mày có vấn đề á. Mày đem về gọi cho ba má mày dưới quê đi. Sao quán này có wifi mà. Mình vô xin bắt wifi của chủ đi. Ờ, gì wifi hả? À? Mày vô mày xin wifi à, bà chủ bà quăng cái ly cho mặt tụi bay. Uống cái ly cà phê 5,000 wifi. Giờ muốn 3G phải không? Sao không hỏi tao? Hả? Chú có 3G? Mày coi thường xe ôm hả? Xin lỗi con nha. Chạy xe ôm bây giờ vẫn phải chơi Facebook để mình check in cái chỗ mà mình ngồi để khách người ta biết người ta tới. Ủa vậy chứ tiền làm việc ở đâu mà không chịu xài 3G? Trời ơi chú ơi, tụi con ở nhà có mạng, lên công ty có mạng, ra ngoài quán cà phê có wifi, cho nên đâu có đăng ký 3G chứ chưa tốn tiền. Đúng rồi chú. Mình tính nói thiệt, còn trẻ mà không biết cập nhật thông tin dở ẹt. Đây là sim thần tài mobile phone. Tụi bay mua cái sim này rẻ rề, gọi 790 phút, còn xài mà 3G nha là 790 MB. Tha hồ tụi bay lên mạng Facebook, Facebook vô tư. Giờ tao cho tụi bay mượn nha. Dạ tụi em chào sếp. Hồi nãy giờ chắc em nghĩ đường truyền của mình nó hơi có vấn đề đó sếp. Dạ. Em nghĩ chắc là con cá sấu nó lại cắn đứt cáp quang nữa. Dạ. Rồi sếp ơi. Dạ đúng rồi lúc đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Giờ chắc nó đổi sang mấy con cá khác rồi. Ừ. Cá cơ, cá cơm, cá nục gì đó, cá tùm lum cá. Đúng rồi. Nhiều khi cá lồng tông nó cắn đứt cáp quang nữa. Đúng rồi, sếp thông cảm cho sếp. Ủa mà dạ. Cá sạn của sếp đang ở đâu vậy? Sao đẹp quá vậy? Sếp quay vòng cho em coi. Đâu? Trời ơi, không đẹp quá ha. Khách sạn của sếp mà. Ê. Hả? Sao tao chưa đi nước ngoài mà thấy cái phòng cái sếp ở nhìn quen quen lắm, này giống như tao ở rồi vậy đó. Tao quen lắm. Quen được. Đâu vậy? Dân phòng công ty của mình. Dân phòng công ty. Bây giờ sao anh? Nhà em nhà nghèo ba má đông. Rồi bây giờ ông cúp máy vậy đó, muốn ông đuổi việc ai nuôi? Hả? Trời ơi, tại anh không lúa, tự nhiên dụ dỗ hai tụi em đây làm cái gì vậy? Em mà mất việc là ba em cạo đầu đó. Anh nói là hả, sếp đi công tác lâu lắm mới về, đang làm việc anh kêu đi ra đây ngồi uống cà phê ha. Rồi bây giờ còn nói xảo với ổng là họp gì nữa. Tại anh á, giờ anh tính sao đây? Tại đây mấy đứa nghe, tụi con á tuổi trẻ bồng bột, giờ lỡ rồi, lỡ ổng biết tụi bay ra đi uống cà phê rồi, giờ về á mình phải tìm cái lý do chính đáng nhất để mình nói. Ví dụ như thằng này phải không, con về con nói là có công chuyện đột xuất là chở bà nội mày đi tập tạ đó, còn mày nói là chở bà cố đi đá banh đó, còn thằng này là nói chở ba đi đẻ đó. Ôi có lý, em thấy có lý. Mày cùng ba mày đẻ bằng nách hả? Giỡn vậy tụi bay thôi. Bây giờ chú mới bắt đầu chỉ cho tụi bay một tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu đó được mang tên là mãnh hổ lạc địa. Mãnh hổ lạc địa. Là 3-1 hả chú? Đúng rồi, 3-1 không chục cũng quen. Hẹn cho phố đi bộ đi. Mày hẹn đi, ba thằng mày quánh đi rồi đi móc bọc. Bảy tụi bà không, mãnh hổ lạc địa ở đây nó có ý nghĩa cao siêu lắm. Mãnh hổ là một con hổ dữ, một con hổ mạnh mẽ. Lạc là lạc lối, địa là đất. Mãnh hổ lạc địa có nghĩa là con hổ nó nhào xuống đất, nó đập đầu xuống đất. Ý là về tụi bay quỳ lại ổng đi. Trời ơi, nói gì cũng nói nữa chú ơi. Làm lỗi thì mình xin lỗi, đúng không? Đang trong lúc làm việc tụi con phải có trách nhiệm. Chú đây nè, mặc dù chú lái xe ôm nhưng mà chú vẫn có trách nhiệm với cái lái xe ôm của chú. Mày thấy không, hồi sáng tới bây giờ tao chưa có cuốc xe nào. Thôi tao đi nha.